Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui vì được hỗ trợ các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập 5A tiếp theo, phần ôn tập chương 2. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững hiểu hình nón tròn xoay sinh bởi một tam giác vuông, kể cả điểm trong. Khi quay quanh các cạnh của tam giác thì lần lượt đưa các khối nón tròn xoay và khối tròn xoay. Thứ hai là luyện tập tính toán các yếu tố hình học của chúng để tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hay thể tích của chúng. Bây giờ chúng ta vào sửa tiếp phần bài tập. Bài số 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB bằng C, cạnh AC bằng B, gọi V1, V2, V3 là thể tích của các khối tròn xoay sinh bởi tam giác đó, kể cả các điểm trong, khi lần lượt quay quanh cạnh AB, AC và BC. Câu A, tính thể tích V1, V2, V3 theo BC. Như vậy là V1, V2 chúng ta đã sửa ở video trước. Hôm nay chúng ta sẽ tính thể tích V3 theo BC khi quay tam giác vuông ABC quanh cạnh BC, tức là quay quanh cạnh huyền của tam giác ABC. Bây giờ chúng ta vẽ hình. Trước hết thầy vẽ tam giác ABC là một tam giác vuông tại A. Khi quay quanh cạnh BC thì thầy phải vẽ đường cao từ đỉnh A của tam giác ABC. Và thầy gọi đường cao của tam giác ABC vẽ từ đỉnh A là AH. Bây giờ chúng ta tiến hành quay tam giác ABC quanh cạnh BC. Các em tưởng tượng hình như thế nào không? Như vậy thì khối tròn xoay khi quay tam giác ABC xung quanh cạnh BC là hợp thành của hai khối nón tròn xoay sinh ra bởi tam giác CHA và tam giác BHA khi quay quanh cạnh BC. Mỗi khối nón này có chung đáy là hình tròn, tâm H, bán kính bằng AH. Chúng ta sẽ tính bán kính AH theo B và C như sau. Ta có AH nhân với BC sẽ bằng B nhân với C, tức là trong tam giác vuông tích của cạnh huyền với đường cao thuộc cạnh huyền thì bằng tích hai cạnh góc vuông. Từ đó chúng ta tính được AH, bởi vì cạnh BC là cạnh huyền của tam giác vuông thì bằng căn bậc 2 của B bình cộng với C bình. Như vậy chúng ta tính được AH, và sau khi tính được AH thì chúng ta sẽ tính thể tích của khối nón đỉnh C và đáy là hình tròn tâm H có chiều cao CH. Và tương tự như vậy chúng ta tính thể tích của khối nón tròn xoay có đỉnh B đáy là hình tròn tâm H, có đường cao là HB. Sau đó chúng ta cộng hai thể tích này lại, thì khi đó sẽ xuất hiện HC cộng HB chính là bằng BC. Bây giờ chúng ta thực hiện tính toán. Trước hết chúng ta đi gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Khi quay tam giác ABC quanh BC, ta được khối tròn xoay hợp thành của hai khối nón sinh ra bởi hai tam giác, đó là tam giác AHB và tam giác ACH khi quay quanh BC. Hai khối nón có bán kính đáy bằng R và bằng AH. Và ta có BC bằng căn bậc 2 của B bình cộng C bình, vì tam giác ABC vuông tại A. Và ta có AH nhân BC thì bằng B nhân C, tức là đường cao của tam giác vuông thuộc cạnh huyền nhân với cạnh huyền thì bằng tích hai cạnh góc vuông. Từ đây suy ra AH sẽ bằng B nhân C chia cho BC. BC thì bằng căn bậc 2 của B bình cộng C bình. Vậy AH bằng BC chia cho căn bậc 2 của B bình cộng C bình. Bây giờ chúng ta đi tính thể tích của hai khối nón tròn xoay sinh ra bởi hai tam giác các em nhìn ở trên hình vẽ. Tam giác màu xanh là tam giác AHC và tam giác màu đỏ là tam giác AHB. Bây giờ chúng ta đi tính thể tích. Nên ta có V3 V3 sẽ bằng thể tích của khối nón tròn xoay có đỉnh B sẽ bằng 1/3 pi nhân với AH bình nhân với BH là đường cao. Cộng với thể tích của khối tròn xoay sinh ra bởi tam giác AHC có chiều cao CH và có bán kính đáy vẫn bằng AH, nên nó bằng 1/3 pi nhân AH bình nhân với CH. Thực hiện phép tính này, chúng ta đưa 1/3 pi AH bình làm nhân tử chung. Nhân tử thứ hai là BH cộng với CH. Mà BH cộng với CH chính là bằng BC. Vậy bằng 1/3 pi AH bình nhân với BC. A hạt bình phương thì chúng ta được B bình nhân C bình trên B bình cộng C bình. Còn BC chúng ta thay bởi căn bậc 2 của B bình cộng với C bình. Khi đó bằng 1/3 pi nhân AH bình, tức là nhân với BC chia cho căn bậc 2 của B bình cộng C bình tất cả bình phương nhân với căn bậc 2 của B bình cộng với C bình. Bình phương của BC trên căn bậc 2 của B bình cộng với C bình thì bằng B bình C bình chia cho căn bậc 2 của B bình cộng C bình nhân với căn bậc 2 của B bình cộng C bình, khử một lần căn bậc 2 của B bình cộng với C bình ở tử thì chia mẫu bằng căn bậc 2 của B bình cộng với C bình. Và đây chính là thể tích của khối tròn xoay do tam giác ABC khi quay quanh cạnh BC. Như vậy, bài tập này là một bài toán tổng hợp khi quay một tam giác ABC, quay quanh các cạnh của nó. Và đây là một bài toán các em cần lưu ý, bởi vì những bài toán này thường ra trong các đề thi. Do đó các em phải luyện tập trước để khi vào làm bài chúng ta thuận lợi hơn. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.